Đến với chương trình Tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Ngày tôi đến hôn, chồng cũ mang theo một chiếc túi vải nặng trĩu đến xin được tái hợp. Câu đáp trả của bố tôi làm mọi người ngỡ ngàng. Không ngờ chồng cũ của tôi lại làm ăn phát đạt đến như vậy. Và rồi những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu quá sớm, để rồi có bầu và bỏ ngang việc học đại học để lấy chồng. Sau khi về sống chung nhà, tôi mới nhận ra con người thật của chồng không đẹp như lúc yêu nhau. Sau khi tôi sinh con, chồng ở nhà không chịu đi làm. Anh luôn miệng nói là ở nhà chăm sóc vợ con, nhưng cả ngày anh chỉ ngủ và chơi game. Vợ mà nhờ vả làm gì là anh phải chơi game hay ngủ chán rồi mới dậy làm. Khi con được 4 tháng, tiền tiết kiệm cũng đã sắp hết. Tôi nhắc nhở chồng nên đi làm thì anh ấy không chịu. Sau đó tôi đành để lại con cho chồng chăm sóc, còn bản thân thì đi kiếm tiền. Tôi đi làm cũng chẳng yên ổn, anh ghen tuông kinh khủng. Mỗi chiều về, chồng bắt vợ phải khai trong ngày đã nói chuyện với người đàn ông nào hay không, hay có qua lại với ai hay không. Tôi mà không khai là anh sẽ đạp phá đồ đạc hay quát mắng ầm ĩ nhà cửa. Vì không thể nào chấp nhận nổi người chồng như thế này, nên tôi quyết định bế con về nhà ngoại và ly thân với chồng. Khi con được 3 tuổi thì chúng tôi ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Khi con trai tôi được 5 tuổi thì tôi quyết định đi bước nữa với một người đồng nghiệp. Anh ấy là trai tân, tính tình hiền lành, chăm chỉ. Anh theo đuổi tôi từ nhiều năm nay, nhưng tôi sợ đàn ông nên luôn từ chối. Cho đến một lần tôi bị bệnh và phải nằm viện nửa tháng trời, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Cảm mến lòng tốt của anh và tôi đã đồng ý yêu anh. Hôm thứ Sáu vừa rồi là lễ đính hôn của tôi, thế nhưng lại xảy ra một chuyện không vui vẻ gì. Người đàn ông làm cuộc đời tôi tan nát muốn hàn gắn hôn nhân với tôi. Lúc đó có mặt đông đủ mọi người, chồng cũ bước vào, trên tay cầm một túi vải lớn có logo ngân hàng. Anh ấy đặt lên bàn và mở ra trước mặt tất cả mọi người. Bên trong là những cọc tiền 500.000 mới cứng. Vừa xếp lên bàn, anh vừa hãnh diện nói: "Hiện tại con có công việc ổn định, mỗi tháng kiếm được cả 100 triệu đồng, có nhà cửa và xe cộ đầy đủ. Xin bố mẹ hãy tha thứ cho lỗi lầm trước kia của con và cho con đón vợ con về nhà. Con hứa sẽ đối xử thật tốt với vợ và con." Trong lúc bản thân tôi bối rối còn chưa biết phải làm sao, thì bố tôi nói, bố tôi chỉ cần một con rể sống có đạo đức, không cần nhiều tiền, mời anh bước ra khỏi nhà để lễ đính hôn của con gái tôi để tiếp tục. Thấy vẻ nghiêm nghị của bố tôi, chồng cũ cũng không dám nói gì nữa mà ngồi im tại chỗ, nhìn tôi và chồng mới trao nhận đến hôn. Còn 2 tuần nữa là đám cưới của tôi sẽ được diễn ra. Thế nhưng mấy ngày hôm nay, chồng cũ luôn nhắn tin tìm cách hàn gắn hôn nhân. Tôi cảm giác anh ấy sẽ không để yên cho tôi cưới xin. Tôi nên làm gì đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với. Dòng tâm sự thứ hai: kết hôn 10 năm không có con, nguyên nhân tại vì chồng, nhưng vợ nhất quyết không làm điều này, khiến hai bên nội ngoại đều sửng sốt. Là một người đàn ông, nói ra chuyện tế nhị này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã được 10 năm nhưng không có con, nguyên nhân là do tôi. Là một người đàn ông, nói ra chuyện tế nhị này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Thế nhưng vì tương lai của cuộc hôn nhân này, tôi rất mong mọi người cho tôi lời khuyên. Vợ chồng tôi quen biết nhau từ trong trường đại học, sau khi ra trường đi làm rồi mới kết hôn. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn vì hai bên gia đình đều ủng hộ. Vợ tôi đối xử với bố mẹ chồng không có điểm nào để chê được. Chỉ chờ có đứa con ra đời là hoàn hảo. Vậy mà 3 năm không thấy gì. Chúng tôi đi khám thì biết được sự thật, tôi không có khả năng làm cha. Đây là tiếng sét ngang tai đối với cả gia đình tôi. Tôi là con trai trưởng nên bố mẹ tôi mong ngóng có cháu bế bồng. Để bố mẹ thất vọng như thế này, tôi cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu. Vợ tôi khi biết tin, cô ấy vẫn giữ bình tĩnh, còn động viên tôi. Cô ấy tin rằng chỉ cần ăn uống lành mạnh, đi khám ở những bệnh viện uy tín và làm theo lời các bác sĩ giỏi nhất thì chắc chắn sẽ tìm được con. Vì niềm tin và sự động viên của vợ mà chúng tôi đã chạy chữa liền mấy năm trời, thế nhưng vẫn không có kết quả. Nhiều lần tôi cảm nhận được vợ đã chán. Cho dù cô ấy không nói ra trước mặt tôi, cũng không có biểu hiện gì, chỉ là tôi cảm thấy trong những tiếng thở dài lúc đêm khuya, cô ấy thao thức không ngủ được. Và mỗi lần gặp những người phụ nữ khác mang bầu hay những đứa trẻ nào đó, cô ấy lại nhìn họ rất lâu. Cô ấy còn hỏi thăm các bà mẹ mang thai có mệt không, bầu bao nhiêu tháng rồi, có thấy con đạp nhiều hay không. Tôi biết chứ, và tôi cũng rất đau lòng vì bản thân không thể mang đến cho vợ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Tôi cũng từng đề nghị ly hôn với vợ, thế nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Vợ tôi bảo rằng đã xác định lấy tôi là phải có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Cô ấy còn nói, anh tốt với em như vậy, em mà bỏ anh thì đúng là không có lương tâm. Ông trời đang thử thách chúng mình đấy thôi. Không có con mà chúng ta vẫn yêu thương nhau, vẫn trân trọng đối xử với nhau thật tốt, thì đấy mới chính là tình nghĩa vợ chồng. Anh đừng suy nghĩ nhiều, và cũng đừng bao giờ có ý nghĩ giải thoát cho em. Em đâu có khổ sở gì đâu, và cũng đâu phải chốn lao tù mà cần giải thoát. Vợ đã nói như thế, tôi còn biết nói gì nữa. Tôi chỉ biết cảm động trong lòng và tự nhủ phải tốt với cô ấy nhiều hơn nữa. Tôi biết bố mẹ vợ cũng từng khuyên cô ấy nên ly hôn với tôi, lấy người khác để còn sinh con đẻ cái. Thế nhưng vợ tôi nhất quyết phản đối. Trong hôm đám cưới chị họ, vợ tôi nửa đùa nửa thật tuyên bố đời này không bao giờ bỏ tôi, sau này sẽ nhận một đứa con nuôi của em chồng làm con thừa tự. Lời vợ nói khiến hai bên nội ngoại đều sửng sốt. Không ngờ vợ tôi là một người trọng tình trọng nghĩa và dám hy sinh đến vậy. Tôi phải làm gì để bù đắp cho vợ đây? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.